Ngay đây đi đâu? Ăn gà đâu? Nguyên một con gà nướng tỏi đúng không? Đâu để coi coi nguyên con gà đâu. Nguyên con gà nướng tỏi nè. Rồi ok. Thịt heo xiên qua nướng. Mọi thứ ăn kèm phải không? Đây nè, salad ăn kèm, khoai tây chiên ăn kèm, cơm gà ăn kèm. Rồi, chúc cho đi ăn ngon miệng nha. Rồi. Harry, Harry. Về đây ăn nè. Để ăn nè con. Để ăn lẹ. Đi ra ngoài ăn nè. Thưa mọi người, ngày hôm nay chị Vy đi ăn gà nướng sạch sành sang. Thank you.